Hello, xin chào các bác nhé. Chào mừng các bác quay trở lại YouTube của Hàng Bãi Rẻ. Tiếp tục clip thì hôm nay em lại về được một ít bếp hồng ngoại nhé. Đấy, bếp hồng ngoại điện 200V này, nhưng mà cắm được, có thể cắm được điện 220 của Việt Nam mình nhé. Để mã của nó này, KAC SR 27DFA nhé. Còn nguyên thùng nhé, chưa dùng lần nào các bác nhé. Đấy, đây này, ga ra sự chú ý, tức là mặt kính chú ý nhé. Đấy, về nó về theo cặp một. Nó đóng thùng cho cả một như này các bác nhé. Đấy, thì bây giờ em sẽ test cho các bác xem, review lại cho các bác. Đây nhá, con này là sách hướng dẫn của nó này. Đấy, sách hướng dẫn của nó nhá. Dòng này là dòng xuất, thế nên là có điện hay đây các bác này. Đấy, có dòng xuất nên có tiếng Anh nhá. Đấy, con này các bác đặt âm cũng được, mà các bác để dương cũng được. Âm thì cũng tương đối là đẹp nhá. Đây này, đây em cho các bác xem này. Đây nhá, đấy, con này của công ty nó đây, Tegami nhé. Tegami cái gì đấy thì em cũng không biết được. Kogyo Kabuki Sky xạ đấy. Đây, hình thức bên ngoài còn nguyên này các bác này, lốc nước còn đẹp nguyên luôn nhé, chưa qua sử dụng. Đây này, còn có viền âm của nó này, còn đẹp nguyên luôn nhé. Đấy, bác về nào thích để âm thì để, mà thích để dương thì để. Đây, em cho các bác xem cái đằng sau của nó này. Đây nhé, đấy, mã đời đấy, KAC đấy. Con này là tổng công suất của nó là 2700W nhé, điện 200V này. Con này nó có hai cổng ra các bác này, một cái cổng nhỏ này và cổng to nhé. Cổng nhỏ là điện 100V thì cắm cho bóng đèn nhé, thì chúng ta không quan tâm là nhiều, chúng ta chỉ không quan tâm đến điện kia thôi. Đấy, hình kích thước của nó này, đấy nhá, 100 này, 10 này. Để em đo kích thước này, các bác nào thấy kích thước thì cứ ấy nhá. Đây này, con này này, đây khoảng tầm 1 này, 2 găng tay của em nhé, hơn 2 găng tay một xíu. Đây thì khoảng tầm hơn 1 găng tay một xíu. Thì thôi được rồi, không lòng vòng nữa, để em sẽ test cho các bác. Các bác, đây các bác nhé, em cắm điện. Đây nhá, điện lưới này em luôn đấy, cắm điện lưới luôn này. Đấy, cắm điện lưới luôn nhá. 2 các bác đợi một xíu nhé, tại vì một tay nó hơi khó mà các bác thông cảm, hơi rung nhé, các bác thông cảm với em với. Thì để em cắm điện xong rồi em. Ui giời. Đấy, cắm vào này. Đây em sẽ test cho các bác. Đây nhá, power này ấn này, giữ 5 giây nhá, bật này. Đấy, đũa lứ các bác này, đũa này. Đấy, hôm qua em có thấy, em quay ngoài trời thì nó khó nhìn nhá. Nay em để đây các bác này. Đấy, chế độ cao luôn. Một bên nhá. Còn đây là cái quạt và điện này thì nó là nó hai cái jack ra của nó đấy. Jack ra của nó thì là điện 100V nhá. Phang này. Đấy. Hô cô cử là cảnh báo nhá. Cái này các bác ăn lẩu cũng được mà nướng cũng được. Đấy. Một cái này. Cái thứ hai đây nhá. Các bác dùng bếp nào các bác nhỏ dần và các bác mới tắt nhá. Đây này. Đấy, còn đây thì các bác này. Đấy. Thì con này em bán với giá là 2 triệu 2 các bác nhá. 2 triệu 2. Các bác chuyển khoản thì em bao ship. Đấy. Bác nào chốt hàng thì vui lòng liên hệ với em nhá. 0983 này. 3975 giúp em với. Đấy, các bác xem clip của em thấy hay cho em xin một like, một chia sẻ lên kênh các bác nhá. Bếp hồng ngoại thì nó không kén nồi nhá, nó không như bếp từ phải nồi lốc, nhưng hồng ngoại thì thoải mái nhá. Đấy, em chào các bác nhá, em hẹn các bác ở clip tiếp theo nhá.